Vâng, thưa quý vị và bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 trang bị động cơ 2.4 lít và dẫn động hai cầu thì có một cái hệ thống cảnh báo điểm mù. Ngay bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm cái hệ thống này và giới thiệu tới quý vị và các bạn cách thức nó hoạt động như thế nào nhé. Bây giờ mình đang đi như thế này này. Đấy, trên cái trục đường có 4 làn đường. Rồi, có một chiếc xe đang đi ngay bên cạnh tôi, nhưng nếu như mình nhìn qua gương sẽ không thấy, nhưng hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ thấy. Và nó cảnh báo cho tôi bằng một cái tín hiệu đèn màu vàng ở trên gương bên phải. Nếu như xe xuất hiện bên trái và điểm mù bên hướng bên trái thì đương nhiên rồi, đèn màu vàng cũng sẽ cảnh báo bên gương bên trái. Đấy là tín hiệu cảnh báo cho tôi. Tuy nhiên ở cấp độ cao hơn, nếu như tôi bật xi nhan ạ, đó, thì đèn màu vàng trên gương sẽ nhấp nháy và khi bạn bật thì có một tín hiệu tít 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 báo hiệu cho bạn rằng đã có xe đang lọt vào điểm mù. Và bạn hãy cẩn thận bằng cách quan sát thêm đó và không nên chuyển làn ngay lúc đó. Đây là một cái hệ thống về nguyên lý nghe thì có vẻ đơn giản, tuy nhiên tác dụng của nó rất là lớn. Một trong những cái hệ thống nằm trong cái gói hỗ trợ an toàn E-Assist của Mitsubishi Outlander năm 2020. Vâng, nó mang lại cái giá trị lớn như vậy.